Đồng tiền 2 đô la mới của Úc kỷ niệm cuộc chiến Việt Nam hiện có giá hơn 1.200 đô la, chỉ sau hơn một tuần phát hành. Australia Mint là công ty độc quyền sản xuất cho Australia, đã phát hành đồng bạc 2 đô la lần đầu tiên hôm ngày 6 tháng 4 với thiết kế màu sắc kỷ niệm 50 năm kết thúc sự tham chiến của Úc vào cuộc chiến tranh Việt Nam năm 1973. Báo Daily Mail của anh đã dẫn lời một người sưu tập tiền có tên là Treo Kanya ở Perth cho biết là người này đã phải chờ đến 16 tiếng đồng hồ để mua được một đồng trong khi nhiều người khác phải xếp hàng dài để chờ mua. Mint cho biết là chỉ phát hành giới hạn 5.000 đồng tiền bạc với giá bán ra là 80 đô la và 80.000 đồng tiền màu vàng được bán ra với giá là 15 đô la cả hai đồng tiền đều có hình máy bay trực thăng US-1 bao quanh đường tròn màu sắc giống như là ba miếng ribbon chào cho cụ chiến binh Việt Nam. Trong hình ảnh của đồng tiền này có hình cờ của Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay thì giá của một đồng tiền bạc được bán trên eBay có giá từ 1.200 đô la đến 2.300 đô la và giá cho đồng tiền màu vàng là khoảng 80 đô la.